Chào các bạn, trên tay mình đang là một chiếc bình sữa đến từ thương hiệu Komotomo. Cái bình này mình đặt mua ở Tiki. Và trong video này mình sẽ cùng các bạn mở hộp cũng như là tìm hiểu chi tiết và so sánh cái bình sữa Komotomo này với bình sữa đến từ các thương hiệu uy tín khác. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu cái cách đóng gói mà Tiki nó giao cho mình nhé. Thì các bạn cũng phải rất thông cảm. Cái bình sữa mình mua ở đây nó không có hộp bởi vì nó bị tách set. Cái set của nó là gồm có hai bình cơ. Một bình dung tích là 150ml dành cho trẻ từ sơ sinh đến 3 tháng tuổi, và bình 250ml mà mình đang có ở đây là dành cho trẻ từ 3 đến 6 tháng tuổi. Thì do nó bị tách set rồi nên là họ chỉ có thể gửi cho mình một cái bình và một cái túi thôi, cùng với lại hướng dẫn sử dụng. Đây, mình sẽ bỏ nó ra cho các bạn nhìn nhé. Đó, sau này nó chỉ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng đấy thôi. Tờ giấy hướng dẫn sử dụng này thì nó được in bằng tiếng Anh các bạn ạ. Được in bằng tiếng Anh và khá là chi tiết. À, không phải nguyên tiếng Anh đâu, rất nhiều thứ tiếng các bạn nhé. Trung Quốc rồi Lào, Campuchia đầy đủ hết, có mỗi tội là không tiếng Việt thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ qua phần này nhé, tìm hiểu đến chi tiết cái cấu tạo cũng như là chất liệu tạo lên cái bình sữa này. Trong này nó còn một cái túi có hút ẩm nữa. Đầu tiên là về chất liệu. Thì đây là một trong số những bình sữa duy nhất trên thị trường hiện nay sở hữu cái thân bình được làm bằng silicone nhé. Đây, đây là thân bình của nó, làm bằng silicone, rất là mềm, cực kỳ mềm luôn. Và cái lớp vỏ bên ngoài này ấy, thì nó được làm hơi nhăm nhám một chút, tạo cái cảm giác sờ vào rất là thật, giống như là sờ vào da người các bạn ạ. Khá thật luôn, khá là giống luôn. Ở đây thì nó có các vạch chia độ. Cái bình này có dung tích là 250ml, không biết các bạn nhìn rõ chưa nhỉ? Đó, thì tương đương với 8 ounce này. Đó, cái độ chia nhỏ nhất của nó là 30, 40, 50, 60, 10ml các bạn nhé. Độ chia nhỏ nhất của nó là 10ml. Đó, như cái thân bình này các bạn có thể thấy đó chính là cái cổ của nó rất là rộng, vô cùng rộng luôn. Thì nhờ cái cổ rộng này mà các bạn có thể cho tay vào vệ sinh rất là dễ dàng. Đây, như các bạn có thể nhìn thấy này, bên trong nó hoàn toàn phẳng nên việc vệ sinh của nó rất là đơn giản, nó lại mềm nữa, bóp lên này sờ được tận đến đáy luôn. Cho nên là đây là một trong số những cái bình sữa cho bé mà có khả năng vệ sinh đơn giản và nhanh nhất hiện nay trên thị trường mà mình biết. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái phần núm vú bên trên này. Thì cái chụp bên ngoài này là bằng nhựa PP nhá. Núm vú của nó cũng bằng silicone này. Cái núm vú này thì theo nhà sản xuất công bố là nó có khả năng chịu nhiệt lên đến 120 độ C. Còn cái thân bình này thì cũng 120 độ C các bạn ạ. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó trong máy rửa bát, máy tiệt trùng cũng như là trong lò vi sóng cũng có thể sử dụng được. Mình cũng không nhớ rõ trong lò vi sóng có dùng được không. Cái này thì các bạn cũng có thể mua về và đọc kỹ trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này. Nhưng mà trong máy tiệt trùng, máy rửa bát là sử dụng được nhé. Cái vòng xanh xanh như các bạn nhìn thấy đây ấy, thì nó cũng được làm bằng nhựa nhé. Và nó có một tùy chọn màu hồng nữa. Mình sẽ tháo cái núm vú này, chúng ta tìm hiểu chi tiết cái núm vú này. Cái núm vú này ấy, cái điều đầu tiên mà bạn cũng như mình nhận thấy đó chính là nó rất là to. Tay của mình rất là to nha các bạn nhé. Mà cái núm vú này nó cũng khá là to so với tay mình. Đó, cực kỳ to luôn. So với núm vú của những cái thương hiệu khác, ví dụ như là đây mình có một cái bình của Philips này. Đó, đặt cùng cho các bạn nhìn. Đó, nó to hơn cả cái đế của cái bình này luôn. Điểm nổi bật thứ hai ấy, đó chính là cái núm vú này nó có hai cái van thông khí. Ở đây các bạn có thể nhìn rõ đây, đây một van, đây một van này. Đấy, hai van thông khí luôn. Và van thông khí cũng rất to. Trên này nó có in những cái thông số gì để mình xem nào. Ví dụ ở đây là nhiệt độ tối đa có thể chịu được. À không, ở đây họ ghi nhiệt độ tối đa của cái này có thể chịu được là 180 độ C cơ các bạn nhé. Cái núm vú này chịu được đến 180 độ C. Và trên này nó có một dòng chữ rất là nhỏ nữa, không biết các bạn có nhìn rõ không. Đó, Made in Korea. Cái bình sữa này được sản xuất tại Hàn Quốc nha. Và thương hiệu này là thương hiệu của Mỹ. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành một thử nghiệm nhỏ nhỏ để kiểm tra cái khả năng chịu nhiệt của cái thân bình Komotomo này nhé. Ở đây là nước sôi mình vừa mới đun xong. Đó, vừa mới đun xong nước sôi này. Giờ thì mình sẽ rót trực tiếp vào cái bình này để xem nó có bị biến dạng không nhé. Như các bạn thấy, thân bình hoàn toàn bình thường, không có bất kể một biến dạng gì hết. Và cái mà mình cảm nhận được đó chính là cái nhiệt độ ở bên ngoài này nó có vẻ như không cao lắm. Đó, nhiệt độ ở phần trên này vẫn là rất là bình thường, chỉ ở phần dưới này thì nó khá là nóng,
khá là khó cầm vào. Núm vú cũng bình thường. Đó, chứng tỏ là cái khả năng chịu nhiệt của cái bình này rất là tốt. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành so sánh cái bình sữa Komotomo này với những cái bình sữa đến từ các thương hiệu uy tín khác trên thị trường. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy ở trên bàn của mình đây đang có rất nhiều bình sữa đến từ rất nhiều các thương hiệu khác nhau và chúng đều là những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đầu tiên thì chúng ta hãy so sánh nó với bình sữa Pizion đến từ Nhật Bản đi. Cái bình Pizion mà mình đang có ở đây nó sử dụng chất liệu nhựa PPSU cho nên là nó về xét về độ an toàn cũng như là khả năng chịu nhiệt là nó cũng tương đương với lại silicone trên cái bình Komotomo này. Nếu mà xét về khả năng dễ vệ sinh ấy, thì mình đánh giá cao Komotomo hơn. Bởi vì như mình nói lúc trước ấy, là cái thân bình của nó rất là phẳng. Còn của Pizion này mặc dù cũng là loại bình cổ rộng thôi nhưng mà nó cũng có một cái gờ ở đây. Đấy, và cái việc vệ sinh của nó mặc dù cũng dễ dàng nhưng mà không được dễ và nhanh chóng như của Komotomo. Tiếp đến ấy, là chúng ta hãy so sánh về cái núm vú đi. Rõ ràng như các bạn nhìn thấy thì núm vú của Komotomo có bề rộng lớn hơn rất nhiều so với của Pizion. Tuy nhiên nếu mà xét về độ mềm thì mình đánh giá cao Pizion hơn. Nó mềm và nó cho một cảm giác thật hơn rất nhiều so với Komotomo. Đặc biệt ấy, là các bạn có thể nhìn thấy cái phần đế dưới này này của Komotomo nó được làm hơi nhám hơn so với lại cái phần trên này. Cái việc này giúp tạo ra một cái cảm giác thật cho em bé. Bởi vì là khi em bé bú ấy, thì môi và má của em bé sẽ chạm vào phần này. Thì cái phần này làm nhám nhám này thì nó sẽ giống như là các bạn đang sờ vào da thật ấy. Nên là xét về độ thật và độ mềm thì mình đánh giá cao của Pizion hơn. Còn về van thông khí thì cả hai đều sử dụng van thông khí có nguyên lý tương tự nhau, đó chính là đặt cạnh ở cạnh núm vú. Của Komotomo thì nó có hai van. Nếu mà xét về hiệu quả thì mình nghĩ là cũng tương tự như của Pizion có một van thôi. Nhìn chung là mình thấy hai cái bình sữa này có, nếu mà cho mình chấm điểm ấy, thì chúng nó tương đương nhau 19, 19,5 thôi, không có gì cả. Cả hai đều rất phù hợp với lại những em bé không chịu bú mình. Thương hiệu thứ hai mà mình muốn so sánh đó chính là Dr. Brown. Đây là một thương hiệu đến từ Mỹ và cái bình mình đang có là thuộc loại cổ hẹp, cho nên là nếu mà xét về khả năng dễ vệ sinh ấy, thì mình khẳng định với bạn là bình của Dr. Brown nó sẽ khó vệ sinh hơn. Bởi vì thứ nhất là cổ nó hẹp, thứ hai là nó có rất nhiều chi tiết, như hệ thống van thông khí của nó phức tạp như này, gồm nhiều chi tiết này nên là việc vệ sinh rất là khó. Còn xét về mặt chất liệu thân bình ấy, thì Komotomo rõ ràng là vượt trội hơn rồi, bởi vì nó sử dụng silicone, còn đây chỉ là sử dụng nhựa PP thôi. Khả năng chịu nhiệt chắc chắn là sẽ kém hơn, độ bền cũng kém hơn. Còn nếu xét về van thông khí ấy, thì người chiến thắng là Dr. Brown. Hệ thống van thông khí của cái bình này là độc quyền và nó không tạo ra cái bọt khí trong quá trình em bé bú. Đồng thời nó cũng giúp tăng cường cái khả năng lưu giữ cái hàm lượng vitamin A, C và E tốt hơn. Còn xét về mặt núm vú ấy, thì mình cảm thấy nên nếu mà nói về độ mềm ấy, thì mình thấy của Komotomo mềm hơn một chút, chỉ là một chút thôi, không nhiều. Còn xét về đường kính thì rõ ràng đây các bạn có thể nhìn thấy một cách trực quan nhất. Rõ ràng là Komotomo cho một cái cảm giác là lớn hơn và nó thật hơn. Mình cảm thấy là nó thật hơn. Cho nên là nếu mà núm vú thì mình sẽ cho điểm Komotomo tốt hơn. Đó là mình so sánh với lại Dr. Brown. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng so sánh nó với lại bình sữa của Aven đến từ Philips này, một thương hiệu châu Âu. Nếu mà nói về mặt chất liệu ấy, thì rõ ràng là Komotomo lại là kẻ chiến thắng, bởi vì là nó sử dụng silicone mà, dễ vệ sinh hơn, bền hơn, tạo cảm giác thật hơn khi sờ vào. Đó. Còn của Aven Philips thì chỉ sử dụng nhựa PP thông thường thôi. Còn về núm vú ấy, thì người chiến thắng ở đây lại là Komotomo. Bởi vì nếu mà nói về độ mềm ấy, thì mình cảm thấy của Komotomo mềm hơn. Còn nói về van thông khí thì tương tự nhau thôi. Chúng đều đặt ở cạnh núm vú, đều hoạt động với một nguyên lý giống nhau cả. Và đều được làm từ silicone. Nếu mà nói về cảm giác thật ấy, thì mình có vẻ cảm thấy của cái hãng này nó thật hơn. Tuy nhiên ấy, thì cái bình sữa Aven Philips mà mình đang có ở đây nó thuộc dòng Classic. Cho nên là cái núm vú của nó cũng là núm vú truyền thống. Nếu mà bạn muốn sở hữu một cân núm vú tự nhiên hơn ấy, thì các bạn có thể mua dòng Natural. Lúc đấy thì nó sẽ sở hữu một núm vú tự nhiên hơn. Thế tuy nhiên thì nếu mà cái bình Aven Philips mình đang có ở đây nhá, thì giá của nó tầm khoảng 150 cho đến 180. Nhưng mà bình Komotomo thì giá nó phải 250 cho đến 300.000 tùy từng nơi bán cơ. Cho nên là cái mà bạn đánh đổi ở đây chính là giá của sản phẩm. Nhân vật tiếp theo ấy, đó chính là Playtech, cũng một thương hiệu nữa đến từ Mỹ.
Nếu mà nói về cái thân bình này thì cái thương hiệu Polytech này nó sở hữu một cái thân bình cổ nghiêng đây, các bạn có thể nhìn rõ là cổ của nó nghiêng này. Đấy. Cho nên là khi em bé bú ở tư thế đứng ấy, thì rất là dễ thôi, bởi vì khi các bạn cầm như này này đó, khi các bạn cho em bé bú tư thế đứng thì sẽ cầm thế này, thì rõ ràng là sữa lúc nào nó cũng đầy vào trong núm vú này, thì nó sẽ hạn chế cái hiện tượng bị em bé bị nuốt phải khí dẫn đến đầy hơi trướng bụng và nôn chớ. Còn nếu mà nói về chất liệu thân bình thì kẻ chiến thắng lại là Komotomo thôi, bởi vì nó làm bằng silicon mà. Khi chúng ta so sánh về hệ thống van thông khí ấy, thì Polytech ưu việt hơn, bởi vì là nó sử dụng van thông khí đặt ở dưới đáy bình, cho nên là nó sẽ không tạo ra cái bọt khí như là khi đặt ở trên núm vú này, bởi vì khi dốc xuống này thì rõ ràng bọt khí nó sẽ đi từ đây lên. Còn nếu như với Polytech thì khí nó sẽ đi từ trên này xuống, thì rõ ràng là nó sẽ không tạo ra bọt khí rồi. Điểm này thì Polytech là kẻ chiến thắng. Nếu mà xét về khả năng dễ vệ sinh ấy, thì rõ ràng một cái bình sở hữu nhiều thành phần có thể tháo rời được này, rồi là thiết kế nhiều góc cạnh như này thì sẽ khó vệ sinh hơn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh về núm vú. Theo mình ấy, thì núm vú của cả hai cái thương hiệu này đều khá tương đồng với nhau. Chỉ có điều là nếu mà nói về độ mềm ấy, thì Polytech mềm hơn. Thế tuy nhiên ấy, thì nếu mà nói về độ mềm ấy, thì Komotomo mềm hơn. Tuy nhiên ấy, thì nếu mà Polytech thì nó lại có một cái điểm lợi thế. Đấy, các bạn nhìn thấy cái vòng này không? Đó, cái này nó làm nhám nhám này. Thì khi em bé bú thì cái phần này nó sẽ chạm vào phần môi bên ngoài và má của em bé, tạo ra một cái cảm giác rất là thật, giống như là bú mẹ nó cũng tương tự như thằng Pigeon này này. Đấy, chỉ có điều thằng Pigeon nó làm hết toàn bộ từ dưới lên, còn thằng này nó chỉ làm một phần này thôi. Đấy, tuy nhiên thì một phần này cũng chính là cái chỗ mà em bé sẽ chạm miệng và má vào đây rồi. Vì thế thì có lẽ là xét về núm vú thì mình nghĩ là hai hãng này tương đương với nhau. Còn xét về giá thì Polytech rẻ hơn các bạn nhé. Giá thì Polytech chỉ khoảng độ bằng 2/3 thôi. Cái bình tiếp theo ấy, đó chính là bình sữa đến từ một thương hiệu rất là có từ rất lâu đời rồi. Thương hiệu này phải nói là vô cùng lâu đời rồi. Và cái bình này ấy, thì cái hãng này nó tên là, đây, tên hãng của nó đây, Nuka. Thì mình đã đọc ngắn gọn là Nu đi. Không biết là đúng hay sai nhưng chắc là đọc sai rồi, nhưng mà chúng ta cứ gọi là Nu đi cho nó dễ. Thì cái thân bình này nó là được làm bằng thủy tinh các bạn nhé. Nếu mà nói về cái độ thật ấy, các bạn định cho em bé cầm cái này để bú ấy, thì không nên, bởi vì nó rất là nặng các bạn nhé. Em bé chắc chắn sẽ làm rơi rồi làm vỡ, sẽ gây nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà nói về độ bền này, độ an toàn này, cũng như khả năng dễ vệ sinh ấy, thì mình nghĩ thủy tinh luôn luôn dễ hơn là so với lại silicone hoặc là nhựa. Điều này là mình khẳng định bạn luôn. Các bạn mua cái bình sữa này về, cái thân bình này có thể sử dụng cho rất nhiều em bé. Bé 1, bé đầu lòng, rồi bé thứ 2, rồi thậm chí có khi là dùng cho cả cháu cũng được, chỉ việc thay cái núm vú này thôi. Còn nếu chúng ta xét về cái núm vú này ấy, thì mình sẽ dành điểm cho cái thương hiệu Nu này, bởi vì cái núm vú của nó rất là đặc biệt. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái núm vú của thương hiệu này vô cùng đặc biệt. Kết cấu của nó rất là giống với núm vú mẹ, và cái núm vú này được gọi là núm vú chỉnh nha. Nó sẽ giúp bảo vệ níu và lợi của em bé, cũng như là cái cung hàm của em bé. Độ mềm thì nó mềm hơn, và cảm giác sờ vào thì rất giống thật các bạn nhé, vô cùng giống thật luôn. Thì núm vú mình sẽ chấm điểm của cái thương hiệu này cao hơn so với Komotomo. À, còn phần van thông khí ấy, thì chúng cũng tương tự nhau thôi. Đây, đều đặt ở cạnh núm vú của cái thương hiệu Nu này, thì nó đặt ở đây đó. Cái bình sữa cuối cùng mình có ở đây chính là bình đến từ thương hiệu Medela. Cái bình này ấy, thì giá của nó rất rẻ thôi, chỉ 100.000 thôi. Và cấu tạo của nó rất là đơn giản, nó đúng theo kiểu bình sữa truyền thống luôn, cổ hẹp. Khả năng vệ sinh chắc chắn là sẽ không bằng so với lại Komotomo rồi. Tuy nhiên thì cái bình này nó có lợi thế lớn, đó chính là giá rẻ. Nếu nói về núm vú thì núm vú của cái Medela này cứng hơn, cứng hơn rất nhiều các bạn nhé. Dĩ nhiên này, thì cái bình của mình có ở đây của Medela này nó không đại diện cho cả cái thương hiệu này, bởi vì cái thương hiệu này nó có rất nhiều loại bình sữa khác nhau và phục vụ cho rất nhiều đối tượng khác nhau. Đặc biệt là nếu mà bạn nào muốn mua bình sữa cho những bé bị khuyết tật, ví dụ như là hở hàm ếch chẳng hạn, khuyết môi hở hàm ếch này, hay là những bé sơ sinh đẻ non này, yếu bú này, bú yếu này, thì nên tìm những cái bình sữa đặc biệt của cái thương hiệu này, bởi vì họ sản xuất chỉ có cái hãng này nó mới sản xuất ra những cái bình sữa đặc biệt thì thôi. Thì cho nên là chúng ta sẽ không cho điểm xem là Komotomo thắng hay là Medela thắng trong cái phần so sánh này, bởi vì cái bình này nó không đại diện cho toàn bộ cái thương hiệu này được.
nó còn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn và cái em bé của bạn như thế nào nữa nhé. Xem một cách tổng quát ấy, thì mình thấy cái bình sữa Kumotomo này là một bình sữa dành cho bé rất là đáng mua hiện nay, bởi vì là nó sở hữu những cái ưu điểm cực kỳ là nổi bật, ví dụ như là thân bình silicone này, mềm này, cảm giác sờ giống thật này, rồi là cái núm vú có đường kính rộng này, mềm này, đấy, đem lại cái cảm giác đánh lừa thị giác cho em bé rất là tốt. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đánh lừa thị giác em bé rất tốt, mình nhìn mình còn thấy giống như là thật chứ nói gì đến các bé nữa. Cho nên là nếu mà bạn nào có bé mà không chịu bú bình ấy, thì có thể cân nhắc mua của cái thương hiệu này về để sử dụng. Ưu điểm lớn tiếp theo nữa đó chính là cái chất liệu thân bình này thì nó rất là bền, nó dễ vệ sinh, vô cùng dễ vệ sinh các bạn nhé. Như cái bài so sánh mình vừa nói vừa rồi thì rõ ràng là cái bình này dễ vệ sinh nhất trong số tất cả các hãng ở đây. Trên đây là video đánh giá chi tiết cái bình sữa Kumotomo. Mong rằng là cái video này có ích với các bạn. Nếu mà bạn nào cảm thấy là chưa rõ ràng lắm ấy, thì có thể tham khảo phần một cái bài đánh giá chi tiết mà mình để ở link ở dưới phần mô tả video. Còn nếu mà bạn nào muốn mua ấy, thì cũng có thể tham khảo giá và địa chỉ bán cụ thể ở cái phần so sánh giá của blog giảm giá mà mình để dưới phần mô tả video các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.